Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính sau. Khách lưu trú tháng 7 tăng cao. Quảng Ninh đẩy mạnh các biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa hè thu. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2019-2020. Tham gia lớp tập huấn là 600 cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các học viên được giáo sư tiến sĩ Lê Phương Nga, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền đạt hai chuyên đề chính: tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới và đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Ngoài ra, học viên còn được giảng viên và lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đồng Hới giải đáp những thắc mắc trong quản lý và dạy học. Qua lớp tập huấn, học viên sẽ hiểu sâu hơn về chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới, đồng thời triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020. Thị xã Ba Đồn vừa tổ chức công bố quyết định sáp nhập trường tiểu học số 1 Quảng Sơn và trường tiểu học số 2 Quảng Sơn thành trường tiểu học Quảng Sơn. Sau khi sáp nhập, trường có tổng số cán bộ giáo viên là 39 người. Việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận số công chức, viên chức và toàn bộ tài sản, thiết bị dạy học, tài chính và học sinh của cả hai trường. Việc sáp nhập được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế của địa phương, nhằm từng bước khắc phục tình trạng trường lớp nhỏ lẻ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Bố Trạch đã tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Toàn huyện hiện có 184 doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh do cựu thanh niên xung phong làm chủ. Trong phong trào nghĩa tình đồng đội, cả cấp hội đã vận động và kêu gọi các nguồn tài trợ để xây dựng và sửa chữa 32 ngôi nhà trị giá 2,4 tỷ đồng, tặng hàng ngàn suất quà, sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, hội đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019. Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa chủ trọng việc chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, duy trì và phát triển vốn hội viên từ góp giúp nhau, quỹ hỗ trợ hội viên, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, tham gia tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua cựu chiến binh làm theo lời Bác, cựu chiến binh gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin cho việc triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như các hệ thống thông tin dùng chung khác của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, chỉ đạo VNPT Quảng Bình và cả đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm hạ tầng viễn thông internet hoạt động ổn định thông suốt, đáp ứng chất lượng dịch vụ và an toàn an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, VNPT Quảng Bình, Viettel Quảng Bình cần quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông internet hiện đại đến các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng cho hệ thống cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh để triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như các hệ thống thông tin dùng chung khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử. Tháng 7 diễn ra lễ hội Hang động Quảng Bình cùng với nhiều chương trình hoạt động như lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019, chương trình kích cầu du lịch nội địa, khai trương sản phẩm du lịch City Tour, khai trương cả cơ sở lưu trú du lịch. Vì vậy, lượng khách lưu trú tăng cao. Nhờ triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch, nên Quảng Bình đã thu hút lượng du khách khá lớn. Qua đó, các dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách lưu trú tháng 7 đạt trên 112.600 lượt khách, tăng 21,7% so với cùng kỳ. 7 tháng đạt gần 578.000 lượt khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ.
số lượt khách quốc tế lưu trú tháng 7 đạt trên 10.000 lượt khách, 7 tháng đạt trên 89.000 lượt khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Ước tính doanh thu lưu trú tháng 7 đạt 24,7 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. 7 tháng đạt 121 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 7 ước tính đạt 236 tỷ đồng, 7 tháng đạt trên 1.409 tỷ đồng. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn dựa trên nghề truyền thống là một trong những chủ trương được xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn tiếp tục khuyến khích người dân thực hiện nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Làm nón lá và mây tre đan là nghề có từ lâu đời, hiện vẫn được người dân ở Quảng Sơn duy trì và phát triển. Trong đó, làng Diên Trường là một trong năm làng nghề truyền thống của thị xã Ba Đồn. Toàn xã có trên 100 hộ tham gia đan lạt các sản phẩm mây tre đan. Cùng với đan lạt từ mây tre, gần đây người dân đã có thêm sản phẩm đan lạt mới được làm từ cây bèo lục bình, nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Trung bình mỗi người làm ra khoảng từ 3 đến 5 sản phẩm một ngày, bán cho thương lái với giá từ 25 đến 30.000 đồng một sản phẩm. Không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho lao động lúc nông nhàn mà còn giúp tăng thu nhập. Nhờ xây dựng thành công cơ sở chế biến hải sản khô, nên những năm qua, gia đình chị Hoàng Thị Thủy, hội viên Hội Phụ Nữ thôn Nội Hải, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch có nguồn thu nhập ổn định để nâng cao đời sống gia đình. Năm 2016, hưởng ứng phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, chị Hoàng Thị Thủy đã mạnh dạn vay vốn mở cơ sở chế biến hải sản khô Vĩnh Thủy. Hiện nay cơ sở của chị Thủy chuyên sản xuất các mặt hàng hải sản khô. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được chứng nhận an toàn thực phẩm nên được người dân và khách du lịch ưa chuộng. Mỗi tháng cơ sở này xuất bán ra thị trường hơn 5.000 hộp hải sản khô cho cả cửa hàng siêu thị trong và ngoài tỉnh, mang lại doanh thu từ 70 đến 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị Thủy thu lãi gần 30 triệu đồng. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đó là hướng phát triển mà huyện Quảng Trạch đang khuyến khích bà con nông dân trên địa bàn triển khai thực hiện. Được sự hỗ trợ 40% nguồn vốn, 50% chi phí sản xuất từ Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh, đầu tháng 4 năm 2019, gia đình chị Võ Thị Anh ở thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng đã đầu tư trên 700 triệu đồng để xây dựng nhà màng trồng rau an toàn. Trên diện tích 1,3 nghìn mét vuông, chị Anh đã trồng được 1.200 gốc dưa chuột, mướp đắng, ớt và trên 2.000 gốc dưa lê, dưa lưới Taki Nhật Bản. Nhờ được cán bộ khuyến nông tỉnh tư vấn kỹ thuật cùng với học hỏi nên chị Anh đã ứng dụng công nghệ vào các khâu gieo hạt, ủ phân, thụ phấn, chăm sóc cây trồng. Hiện chị Anh đang hoàn thành các thủ tục để thành lập hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình bước đầu đã giải quyết được việc làm cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập 4 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay, do điều kiện thời tiết bất thường nên nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện sâu bệnh hại. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay một số loài sâu bệnh hại đã xuất hiện và phá hại trên diện rộng như sâu đục thân 11 ha, rầy lưng trắng 76 ha, bệnh bạc lá 30 ha, bệnh khô vằn 111 ha. Cùng với tình trạng sâu bệnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 609 ha lúa bị chuột phá hại. Dự báo trong thời gian tới, tình hình sâu bệnh còn diễn biến phức tạp với các loại như rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và chuột phá hại. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tích cực phòng chống hạn hán và sâu bệnh hại lúa, thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo cả đơn vị địa phương liên quan tích cực vận động người dân ra đồng diệt chuột, bảo vệ mùa màng. Tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, bà con xã viên nơi đây đang tích cực diệt chuột bằng các biện pháp như bẫy lông, bẫy bán nguyệt. Sau một đêm đặt bẫy, bà con ở thôn Thống Nhất đã tiêu diệt được trên 1.000 con chuột. Công việc này đã được người dân ở đây thực hiện liên tục từ hơn nửa tháng nay. Gia đình tôi là làm được 5 sâu ruộng, mà tình hình chuột phá lúa hết rồi. Gia đình tôi là đi bẫy, đi bắt, đêm cũng đi săn bắt hết. Vụ hè thu năm nay, thôn Thống Nhất mở rộng diện tích sản xuất lúa lên 180 ha. Tuy nhiên, chuột đã phá hoại khoảng 20 ha lúa. Cùng với việc vận động bà con xã viên tích cực diệt chuột, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất đã có chính sách thu mua một đuôi chuột với giá 1.000 đồng. Đến thời điểm này thì hợp tác xã đã chi hơn 100 triệu để dùng hàng rào ni lông làm 100 cái rò đơm và mua 1.000 cái bẫy bán nguyệt
và 40 cân thuốc sinh học ra của mình và huy động toàn dân tập trung tham gia diệt chuột. Có những ngày cao điểm chúng tôi diệt trên 1.500 con chuột, nhưng mà đến thời điểm này thì diện tích bị chuột phá hoại trên 20 hecta. Chúng tôi dự kiến từ 12 đến 15 ngày tới sẽ thu hoạch, nhưng thời gian từ đây đến thu hoạch thì thiệt hại do chuột khả năng lớn hơn rất nhiều. Hiện nay trên 2.300 hecta lúa hè thu ở huyện Quảng Ninh đang trong giai đoạn trổ bông. Toàn huyện có 210 hecta lúa bị chuột phá, trong đó diện tích bị chuột hại nặng trên 10%, khoảng 8 hecta. Đặc biệt nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng, tập trung chủ yếu ở các xã An Ninh và Vạn Ninh. Để mà phòng trừ chuột đạt hiệu quả cao thì chúng ta phải áp dụng nhiều cái biện pháp, trong đó cái biện pháp phòng trừ chuột bằng cái hàng rào ni lông khép kín phối hợp đặt bẫy lồng, bẫy bán nguyệt là cái biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay, cùng với một số biện pháp khác cũng như là phát động cái phong trào toàn dân tham gia diệt chuột. Cái chuột gây hại ở vụ hè thu thường là những cái địa bàn có cái vùng ruộng gieo cấy lúa hè thu tiếp giáp với ruộng tái sinh hay là ruộng một vụ. Vì thế cái áp lực chuột gây hại, trong đó có cái chuột di cư là cái đối tượng gây hại chủ yếu. Để khống chế số lượng chuột phát sinh gây hại từ nay đến cuối vụ thu hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Ninh khuyến cáo bà con nông dân cần tiếp tục diệt chuột bằng các biện pháp an toàn như dùng bã sinh học, đặt bẫy, đào hang nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do chuột gây ra, góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng lúa hè thu. Dự báo thời tiết Quảng Ninh trưa và chiều ngày 3 tháng 8, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 54-95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 58-92%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 65-80%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 59-90%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 62-85%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 55-71%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 60-86%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 59-87%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, độ cao sóng từ 1 đến 2 m, biển động nhẹ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.